Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các bạn học sinh đã cùng dành thời gian đến với khóa học Ngữ văn lớp 7 của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, tiếp nối với hai văn bản chính ở bài chủ đề Bầu trời tuổi thơ, cô cùng các em sẽ đến với một văn bản mở rộng thể loại mang tên Ngàn sao làm việc để cảm nhận được vẻ đẹp của khung cảnh êm đềm và nhịp sống bình yên nơi đồng quê, của vũ trụ bao la mà gần gũi, thân thuộc, vui nhộn. Các em cùng cô đọc văn bản này nhé! Ngàn sao làm việc Bóng chiều tỏa ra nhanh Trên các bờ bụi rậm Đồng quê đang xanh thẫm Bỗng chốc trở tối mò Châu tôi đã ăn no bước giữa trời yên tĩnh châu tôi đi đùng đỉnh như bước giữa ngàn sao sông ngân hà nao nao chảy giữa trời lồng lộng sao thần nông tỏa rộng một chiếc vò bằng vàng đón những sao dọc ngang như tôm cua bơi lội phía đông nam rời rợi ai đặt một chiếc nơm rờ rỡ ngôi sao hôm như đuốc đèn soi cá. Bên trời đang rộn rã, cả nhóm đại hùng tinh. Buông gàu bên sông Ngân, suốt đêm lò tát nước. Ngàn sao vui làm việc, mãi đến lúc hừng đông. Phè phẩy chiếc quạt hồng, báo ngày lên về nghỉ Tuyển tập Võ Quảng tập 2, nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1998, trong 170 đến 171. Để làm giàu thêm vốn ngữ liệu văn học của các em, chúng mình có thể học thuộc lòng bài thơ này nhé. Và khám phá văn bản, các em cùng cô tìm hiểu về tác giả và tìm hiểu chi tiết về bài thơ này. Trên màn hình, cung cấp cho chúng mình một số thông tin về tác giả Võ Quảng. Trong câu hỏi sau đây, em hãy cho biết thơ viết về thiếu nhi của Võ Quảng có đặc điểm gì? Rất chính xác, chúng ta có thể thấy thơ viết về thiếu nhi của Võ Quảng giản dị, trong sáng, gợi nhiều liên tưởng bất ngờ, độc đáo. Ngôn ngữ, hình ảnh thì giàu chất tạo hình, giọng điệu hồn nhiên, ngộ nghĩnh, tươi vui. Đọc kỹ bài thơ Ngàn sao làm việc gồm có sáu khổ chúng mình có thể chia bố cục thành hai phần. Phần 1, hai khổ thơ đầu, khung cảnh cánh đồng quê vào buổi chiều. Và phần 2, bốn khổ thơ cuối, khung cảnh bầu trời đêm. Các bạn sẽ cùng cô khám phá dựa trên bố cục này. Đầu tiên, hai khổ thơ đầu, khung cảnh cánh đồng quê vào buổi chiều, làm hiện lên bức tranh cảnh vật và tâm trạng của nhân vật tôi. Trong hai khổ thơ đầu này, Em có thể thấy các chi tiết miêu tả không gian, thời gian. Không gian được miêu tả qua những chi tiết nào? Hãy bấm chọn hai câu thơ miêu tả không gian trong hai khổ thơ đầu. Trên các bờ bụi rậm, đồng quê đang xanh thẫm. Đó là hai câu thơ miêu tả không gian. Đồng quê xanh thẫm nơi các bờ bụi rậm và thời gian được khắc họa cho thấy bước đi rất nhanh từ bóng chiều tỏa ra nhanh cho đến bỗng chốc trở nên tối mò khung cảnh được cảm nhận bằng màu sắc qua thị giác để khắc họa lên một bức tranh đồng quê hiện lên thật yên tĩnh thanh bình không chỉ có khung cảnh thiên nhiên hai khổ thơ đầu đã xuất hiện nhân vật chữ tình và chúng ta tìm hiểu tâm trạng của nhân vật chữ tình nhân vật tôi Dựa vào các câu thơ, châu tôi đã ăn no, bước giữa trời yên tĩnh, châu tôi đi đùng đỉnh như bước giữa ngàn sao. Em thấy nhân vật tôi đang làm gì? Nhân vật tôi đang chăn trâu. Đây là công việc thân thuộc của trẻ em ở vùng nông thôn. Như thế, nhân vật tôi là một bạn nhỏ sống ở làng quê. Nhân vật tôi có tâm trạng vui có cảm giác thư thái, bình yên hay buồn bã, vội vàng, lo lắng. Đọc hai khổ thơ, em nhận thấy nhân vật tôi dắt trâu về nhà trong khung cảnh êm đềm, thơ mộng của đồng quê. Với bóng chiều tỏa, trời trở tối, người và Châu đi giữa trời đêm như bước giữa ngàn sao. Như vậy có thể thấy được tâm trạng vui tươi, hạnh phúc của chú bé Trân Châu để thể hiện qua các từ bỗng chốc, đùng đỉnh, giữa ngàn sao. Nhân vật tôi nhận ra sự thay đổi của thời gian, nhưng sự bỗng chốc này không làm cho cậu bé hối hả, vội vã, mà lại rất thư thái, thong dong. Hình ảnh cậu và chú Châu đi đùng đỉnh cũng là hình ảnh cậu và chú Châu của mình đang thoải mái ngắm trời sao. Một khung cảnh yên bình, vô lo, vô nghĩ dịch chuyển theo bước đi của thời gian từ buổi chiều đến đêm. Khung cảnh thiên nhiên sẽ được hiện lên như thế nào? Cô trò chúng ta đến với phần thứ hai, bốn khổ thơ cuối, khung cảnh bầu trời đêm. Khung cảnh bầu trời đêm hiện lên qua trí tưởng tượng của nhân vật tôi với các chi tiết là giải ngân hà, các chòm sao thần nông, sao hôm, sao đại hùng tinh. Dựa vào chú thích, em có thể biết thêm về các chi tiết này. Đầu tiên, sông Ngân Hà là tên gọi của giải thiên hà, gồm rất nhiều ngôi sao tạo thành, còn gọi là sông Ngân. Vào những đêm trời quang, sông Ngân Hà hiện lên thành một dải trắng bạc nổi bật trên nền trời. Tiếp theo, sao thần nông là tròm sao gồm 10 ngôi gợi liên tưởng đến hình dáng của thần nông. Thần nông là một vị thần chuyên trông coi nghề nông trong quan niệm của dân gian. Trong 10 ngôi tạo thành hình dáng giống như thần nông thì 5 ngôi xếp thành hình của cái mũ cánh chuồn, 5 ngôi còn lại tạo nên một đường cong trông giống như hình tấm lưng cúi xuống. Chi tiết thứ tư được nhắc đến trong bầu trời đêm là sao hôm, tên gọi thông thường của sao kim khi được nhìn thấy vào buổi trời tối. Cuối cùng, chòm Đại Hùng tinh, còn được gọi là chòm Sao Gấu Lớn, gồm 7 ngôi sao có hình dáng như một chiếc gàu múc nước. Tất cả các chi tiết này góp phần khắc họa nên khung cảnh của bầu trời đêm hiện lên qua trí tưởng tượng của nhân vật tôi. Đó là một khung cảnh rộng lớn, mênh mông và không khí vui tươi, rộn rã. Ngàn sao tỏa sáng, những chòm sao hiện lên sống động như những con người đang mải miết cần mẫn, hăng say trong công việc lao động thường ngày. Để miêu tả các chi tiết này, nhà thơ đã sử dụng biện pháp từ từ nào sau đây? Để miêu tả giải ngân hà và các tròm sao như thần nông, sao hôm, tròm đại hùng tinh, tác giả Võ Quảng đã sử dụng biện pháp tu từ, từ so sánh. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh so sánh được nhà thơ sử dụng. Giải ngân hà như một dòng sông, tròm sao thần nông như chiếc vó bằng vàng những sao dọc ngang như tôm cua bơi lội, sao hôm như đuốc đèn soi cá, và tròm sao đại hùng tinh như chiếc gàu tát nước. Nét chung giữa những hình ảnh so sánh này là gì vậy? Chúng ta có thể thấy nét chung của các hình ảnh so sánh trong đoạn thơ là hầu hết các chòm sao đều được so sánh với những vật dụng lao động của người nông dân như chiếc vó, Chiếc nôm, đước đèn soi cá, chiếc gầu. Vì vậy, hình ảnh bầu trời đêm gợi liên tưởng đến khung cảnh lao động của người nông dân rất quen thuộc, gần gũi, sống động, nhộn nhịp, tươi vui. Lối so sánh độc đáo này không chỉ khiến cảnh vật hiện lên rất sinh động, mà còn thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn nhân vật tôi. Đó là một tâm hồn rộng mở, giao hòa với thiên nhiên, với vũ trụ bốn khổ thơ cuối có những chi tiết miêu tả rất đặc sắc, gợi những liên tưởng thú vị, thể hiện trí tưởng tượng phong phú và cái nhìn tươi vui, hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Em ấn tượng với chi tiết nào? Hãy chọn và phân tích một vài chi tiết gợi tả đặc sắc nhé! Vậy là, qua bài thơ 5 chữ ngắn gọn, chúng ta đã được thấy hiện lên vẻ đẹp của khung cảnh êm đềm và nhịp sống bình yên nơi đồng quê, của vũ trụ bao la mà vẫn gần gũi, thân thuộc, vui nhộn. Văn bản này đã giúp chúng ta mở rộng thể loại trong chủ điểm bầu trời tuổi thơ. Nội dung của bài giảng đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.